Và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Given và Lăng Bình Kim đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em con Tup Gaming F15 phiên bản 2023. Thì ngày trước thì trên kênh tụi mình thì cũng đã có review một con như thế này rồi, nhưng mà đây là một con với cấu hình khác, một cấu hình gọi là Max Option luôn, sử dụng là Core i9 và đi kèm với đó là 4060. Và hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong cái video này để xem là liệu hiệu năng của con này và cũng như nhiệt độ của nó có còn tốt và mát mẻ hay không nhá. Và đầu tiên chúng ta cùng điểm qua về cái phần thiết kế của em Tup Gaming này. Đối với mình á, dòng Tup Gaming là một trong những cái dòng hiếm hoi có một cái sự cân bằng về thiết kế, ngoại hình, trọng lượng cũng như là hiệu năng. Về cái phần thiết kế của em Tup Gaming này thì anh em có thể thấy được là nó không quá gaming hầm hố và nó đem lại cho mình một cái cảm giác gọi là nhìn nó cá tính và mạnh mẽ. Về cái phần chất build của nó thì anh em có thể thấy được là nó được làm khá là cứng cáp và mình cảm thấy được là không có ở bèo phần nào cả. Và cái phần mặt lưng này của nó thì được làm bằng kim loại. Và ngoài ra thì em này cũng được chứng thực độ bền chuẩn quân đội giống với cả những em LG Gram đó anh em. Về số lượng cổng kết nối thì em này vẫn được trang bị đầy đủ là sẽ có cổng USB-A này, có cổng HDMI và cũng như là có cổng Type-C luôn. Và trên cổng Type-C này thì cũng sẽ được tích hợp là sạc và cũng như là xuất hình luôn nha anh em. Và có một điều nữa mình muốn bàn về con Tup Gaming này, đó chính là cái trọng lượng của nó mình thấy khá nhẹ, chỉ có 2,1kg mà thôi. Cái điều này thì phù hợp với những anh em nào mà muốn mang laptop này ra ngoài làm việc và cũng như là anh em muốn mang lên trường để học tập. Thì theo mình nghĩ khi mà anh em ra ngoài thì anh em cũng không cần tới 100% hiệu năng của máy đâu, tại vì cũng chỉ ra ngoài để làm việc thôi, cũng không chơi game mà đúng không? Và theo mình nghĩ thì anh em chỉ cần sắm cho mình đúng một cục sạc Type-C mà thôi. Và khi đi ra ngoài thì anh em chỉ cần cầm một cục sạc Type-C này kèm theo với con máy này 2,1kg, cực kỳ nhẹ và anh em có thể di chuyển được nhiều nơi. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua phần hiệu năng cũng như là cái phần cấu hình của em này. Thì ngày xưa thì tụi mình trên kênh cũng đã có review phiên bản cấu hình thấp nhất của Tup Gaming F15 2023, đó chính là MI7-12700H, đi kèm với đó là con RTX 4050. Nhưng mà trên bàn mình đây đang là một cái phiên bản cấu hình cao nhất sử dụng là i9-13900H, đi kèm với đó là con RTX 4060. Và con này cũng có đầy đủ những cái tính năng như là Max Quick và cũng như đi kèm với đó là Advanced Ultimate giống như những dòng laptop gaming của Asus trong năm 2023. Với i9-13900H là một phiên bản cải tiến nhẹ của thế hệ thứ 12, vậy nên là hiệu năng đa nhân của nó sẽ có một phần nhỉnh hơn một xíu so với cả 12700H. Và cái điểm nổi bật của nó sẽ là về hiệu năng đơn nhân. Hiệu năng đơn nhân của nó thì sẽ nhỉnh hơn khá nhiều so với cả 12700H. Vậy nên là đối với những anh em nào cần những cái tác vụ đơn nhân liên quan đến làm việc và cũng như là liên quan đến văn phòng thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu năng đơn nhân của con này. Còn về các đồ họa ở trên em Tup Gaming F15 2023 thì Asus là một trong những hãng hiếm hoi thiết kế và sử dụng GPU 40 series có mức TGB cao nhất, cho phép đem lại hiệu năng tốt nhất khi mà trang bị con CPU ở trên này. Và không khó hiểu khi mà lúc nào thì điểm số cũng như là FPS in game của nó cũng thuộc dạng là cao nhất. Nhưng mà cái lúc này thì cái điện của nó cũng chỉ ăn vào khoảng 110W mà thôi. Và đổi lại cái điều đó thì anh em có thể thấy được là nhiệt độ của CPU và GPU lúc nào cũng chỉ loanh quanh khoảng 80 độ. Nhìn chung thì khi mà nó mạnh hơn như thế này mà nhiệt độ của nó vẫn khá là tương đồng so với cả phiên bản là 12700H và 4050. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua về cái phần màn hình của em Tup Gaming này. Thì em này thì vẫn có một chiếc màn hình đủ tốt với cái độ phân giải là Full HD, với cái độ phủ màu của nó lên tới là 100% sRGB, độ sáng tối đa của nó sẽ là hơn 310 nit và cái delta E của nó cũng khá thấp, chỉ có 1.24 mà thôi. Và khi mà nhìn vào những cái thông số này thì anh em có thể thấy được là con này hoàn toàn có thể làm đồ họa được nha anh em. Và ngoài ra thì nó sẽ có luôn một cái tần số quét lên tới là 144Hz. Và nhìn chung đây là một con màn hình anh em hoàn toàn có thể chơi game được này, làm đồ họa được và làm cái gì với nó cũng được cả. Với RTX 4060 và cũng như là mức giá của em này thì mình mong muốn được là nó sẽ phải có một chiếc màn hình 2K. Và làm việc ở trên một chiếc màn hình 2K thì nó sướng hơn là cái chắc rồi. Nó sẽ có được một cái không gian làm việc lớn hơn này. Anh em sẽ có một cái mật độ điểm ảnh cao hơn giúp anh em có thể làm việc một cách tốt hơn. Và giải trí thì đương nhiên nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng nếu mà anh em nói chơi game 2K ở trên em RTX 4060 này thì có phần đuối. Thì đúng, nó sẽ đuối với cả một số tựa game mới với cái mức thiết lập cao. Nhưng mà với những anh em nào mà biết thiết lập làm sao cho tối ưu cấu hình đấy với cả con RTX 4060 thì mình nghĩ là anh em vẫn có thể chiến tốt được những tựa game mới này. Và tổng kết lại thì anh em có thể thấy được là Tup Gaming thì dòng nào cũng ngon, nó tính năng của nó thì đầy đủ này, màn hình của nó thì vừa đủ tốt, hiệu năng của GPU thì lúc nào cũng sẽ là cao nhất. Và đây sẽ là một cái option cực kỳ hợp lý cho những anh em nào đang tìm kiếm cho mình một con laptop gaming có hiệu năng cao, mọi thứ của nó làm phải ở mức vừa đủ tốt. Và mình cũng đánh giá cực kỳ cao dòng Tup Gaming F15 năm nay của Asus. Tuy nhiên với phiên bản mình đang cầm trên tay đây là i9 đi kèm với cả 4060 thì mình thấy được là cái mức giá của nó không thực sự quá hợp lý. Nó chênh lệch khá nhiều so với cả phiên bản i7-12700H mặc dù là hiệu năng của nó chênh lệch không quá nhiều. Và trong cái tầm giá này thì anh em hoàn toàn có thể chọn được thêm một cái mẫu máy nữa, đó chính là em Tup Gaming A15 sử dụng là con RTX 4070 và anh em sẽ có được một cái hiệu năng mạnh hơn rất nhiều.
Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về con TUF Gaming F15 2023 này với cái phiên bản là cấu hình cao nhất i9 đi kèm với cả 4060. Và ý kiến của anh em thế nào về em máy này hãy để lại ngay ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.